Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Đã từ rất lâu rồi thì mình chưa có Thẩm Du với lại 3Z trong chế độ giống bay. Hôm nay thì mình sẽ trở lại cùng cây 3Z Double Dragon. Mình thì mình ít khi Thẩm Du lắm. Một khi đã Thẩm Du ý thì chỉ cầm 3Z thôi. Sở thích của mình mà. Ui dồi ôi. Bạn y tá bạn ấy tương béo vào mặt mình kia. Cô là ai? Tôi không quen. Cô đi ra đi. Này thì nhây. Nhây này. Á à, đủ. Cố à. Úi dồi, khó lắm. Đấy, tuy là nói Thẩm Du thôi, nhưng mình sẽ xen lẫn một chút gì đó là gọi là đi săn đi. Úi dồi, thôi. Snip cỡ này thì lên đứng chỗ tốt rồi, chúng ta sẽ cùng snip tiếp. Vâng, đứng vào vẫy thì không biết mùa nào nó mới chết. Cái gì vậy? Ơ thì đéo nhảy lên rồi rớt xuống này. Úi dồi, anh Tơ, bình tĩnh, tự tin khoe cá tính. Tự tin xin tin. Gì đây? Chơi thử à? Này thì chơi thử lại. Úi dồi ôi, mất giáp. Ở một pha đố sniper đã làm mình mất đi cái giáp. Ôi, bình tĩnh Naruto ơi. Tha cho mình. Đậu xanh. Anh em đâu? Nằm trong anh em đâu? Cover. Hay lắm. Tuyệt vời. Úi dồi ôi. Vâng, tình như nào cover mình đã sấp mặt lờ rồi. Rồi, sorry bạn nha. Quả đấy mình chỉ lo thân mình thôi. Mình lên thùng hàng mình Thẩm Du đây. Quả này phải lên đây thôi. Chứ bọn kia nó đuổi ráo riết quá. Em không thể chạy được. Lên đây. Chúng mày bơi hết vào đây. Đúng rồi. Úi dồi ôi, thiếu tí nữa là mình ăn. Di vào đầu. Ô, di vào đầu. Không headshot này. Hư cấu này. Úi dồi ôi, mất giáp rồi kìa. Lùi lại. Ok. Này thì đố này. Úi dồi ôi, phê thế. Lên đây như kiểu là mùa kêu vậy. Vâng, đến mùa thu hoạch rồi. Anh em đâu? Thu hoạch nào? Nhiều lắm. Đến đây. Còn 6 giây thôi. Anh em tập trung vào đây đi. Thu hoạch kiểu éo thì ít kêu vậy. Rồi, hết giờ. Vâng, rất là ngon. Ai bảo các bạn lùa mình như lùa vịt thế kia thì bảo làm sao không lên được. Quả đấy mình bắt buộc phải lên thôi, mất giáp rồi. Nó ép vào góc tường luôn mà. Khốn nạn thật đi. Chắc chắn là biết mình rồi nên mới kiểu hiếp người quá đáng như thế. Lên đây thôi. À, dạo gần đây mạng nó hơi bị lag nên bắn nó không được tốt anh em ạ. Đấy, mình lên rồi lại xuống này. Động xây. Quả này mà nếu mà Dubai nó rượt ý thì chết chắc. Ok. Chết chắc là điều dĩ nhiên rồi. Chơi hư cấu vãi. Nhảy lên rồi tự dưng rớt xuống. Đậu xanh. Đây này. Hai nháy. Ba nháy. Ô kìa không chết. Ô sao bé không chết. Ý thằng kìa. Này thì cận chiến này. Gì đây. Đây rồi. Đứng lại Tơ ơi. Bạn Tơ. Tơ đẹp trai. Ui dồi ôi, anh Tơ chim to đã bị thằng khác ăn rồi. Khốn nạn đến thế là cùng. Té. Lên đây bạn ẻ. Trận này ít zombie nhở. Nó tập trung hết sang đây rồi còn đâu. Bình tĩnh. Khó lắm. Úi dồi ôi. Lên được rồi. Ghi vậy ba. Vâng, anh Tơ trổ tài bắt cua. Nhưng rất khó. Đồng đội mình thì xung quanh một mả người. Làm sao mà đú được. Úi dồi, hai phát headshot này. Một phát nữa. Ôi tiếc thế. Ôi giời ơi. Sao hàng mình bắn gần chết nó toàn để người khác ăn đến thế đéo rồi nhỉ. Khốn nạn thật. Vâng, anh Tơ lên đâu bắt người rồi. Kệ bà đi. Mình đứng đây quay tay tiếp. Vâng, quay đến khi nào gãy tay thôi. Một nhát này. Ừ, canh đói nhá. Để mình canh sau này. Úi giời ơi, thất thủ rồi kìa. Úi giời. Tết đếch nó lên được kia. Ơ à, vai xoài ở phía sau ạ. Đùa thật đi. Vâng. Tuy nhiên bỏ bạn. Chạy. Bỏ bạn. Chạy lấy người. Vâng. Bỏ của chạy lấy người. Khốn nạn thế. Vâng. Không biết nó học từ ai. Chơi cái trò đã hai thằng đứng Thẩm Du với nhau tự dưng bỏ bạn. Quả đấy mình cứ tưởng nó cover được cơ. Chứ không thì
Quả đấy mà nó cover được thì sóng rồi. Anh Nhân mượn 3Z biết ngay mà. Biết mìn rồi nên mình chơi kiểu hiếp người quá đáng. Cứ tập trung dùng bay ra thì sao thôi. Còn ở trước thì kệ bố nó, chả biết bố con nó là ai đâu. Kết bạn. Rồi rồi xong, đang chưa nốt trận này mình té thôi. Kẻo mấy thiên nhiên không kết bạn được lại chạy sang bảo mình chảnh chó nữa. Ừ, bạn bè mình full rồi. Rất khó. Lên đây đi. Úi dồi, Tùng Hàng thất thủ. Vâng, mới nghĩ trong đầu là ước gì Tùng Hàng nó thất thủ. Thế đây nào, nó là sự thật. Hay thế. Ơ kìa, không trúng kìa. Bãi xoài. Úi dồi, nó lên đây kìa. Thôi té rồi. 36 kế. Chuồn là thượng sách. Té rồi. Mong trận này sẽ có hero. Nếu mà có hero thì em... Ô, mình cạn lời rồi, mình không có lời gì để mà nói nữa. Thực sự rất là khám lọ khi mà mạng thì nó lag. Nên cứ lên là xuống thôi. Mình quen thì mình quen nhảy, chạy giữa bay mình quen nhảy chỗ đó rồi. Mình không thể đổi được. Đổi thì phải có thời gian cơ. Bây giờ không có thời gian cho mình luyện tập thì làm sao mình chơi được. Rất là khó cho mình. Rất khó. Mình còn đúng thằng này thôi. Quả đấy chắc chắn là mình có hero rồi. Nếu mình lên được, mình chắc chắn luôn. Mình đang nghi là cứ chuẩn bị có hero là mình té lên để mình thủ rồi. Cái đếch nào, đèn thế. Đứng lại. Con lợn này chạy đâu, úi xồi. Thằng kia nó luốt ngay. Nghi thật. Cho em với là sao. What the fuck. Vâng, Thẩm Du rất là đã tay. Mình thì mình thích chế độ này với khẩu 3Z lắm. Cực kỳ thích luôn. Hồi trước những ai xem mình thì chắc chắn là sẽ biết mình thích kiểu như này rồi. Rất đã. Úi dồi ôi, snip không trúng nhỉ. Rồi xong rồi, không lên được, thằng kia nó cản đường. Té rồi. Không đủ. Đấy, thì nhân đi theo này. Thấy cái mặt mình là chạy theo ngay. Thằng khốn nạn thế đấy. Úi dồi ôi. Thế chúng ta đi qua nhau như chưa từng nhìn thấy nhau thế này. Sợ thật ý. Con quả này, clip này mình đi toán đi trước mặt giúp mai thôi. Nhưng chúng nó không thấy. Đây rồi. Hay rồi. Đây rồi, toàn AFK thôi. Thứ mình có thể mút kill ở đây. Phê. Ui dồi dồi, rớt rồi. Toàn hay rớt đấy nhở. Cái quả này mà Thẩm Du lên Tùng Hàng ấy, có người cover cho mình thì bá cháy bỏ chết luôn. Nhất luôn. Phải quan sát kỹ nha bạn, cái tại vì cái chỗ này có hai đường lên. Nên phải quan sát rất là kỹ. Nhìn cái gì? Bắn cho vỡ đầu giờ. Này thì nhìn này, chạy này. Chạy đâu? Lên đây à? Khó lắm. Úi dồi ôi, ta nói lên đây nó cũng phải gọi là phải có bằng cấp trước khi lên cơ, bằng cấp bắc cua các kiểu cơ. Còn không ý. À đủ hết đạn. Rồi tôi xong rồi, gãy rồi. Gãy rồi. Bom đâu? Tướng bom. Hay lắm. Lên đây đủ rồi. Thích đủ không? Cứ bơi hết vào đây. Té rồi. Ừ, biết quả này mình chuẩn bị dìm trong này rồi. Đấy, y tá các kiểu bắt đầu đi lên rồi. Nó biết cái khu vực mình đứng là nó kêu gọi nhau ấy. Nó lên nó hiếp mình. Thế đấy. Ừ, chúng ta phải lên đây Thẩm Du thôi. Còn đúng 19 giây. Các nốt trận này mình sẽ nghỉ thôi. Mệnh 3.000 luôn kìa. Ghê vậy. Double kill này. Rồi. Hết giờ rồi. Ok, bye bye mọi người.